Chào mừng các em đã trở lại với kênh Học Online. Các em thân mến, bài học ngày hôm nay của chúng ta đó là bài 15, ôn tập về giải toán, trang 17. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng ôn lại một cái dạng toán điển hình mà chúng ta đã học lớp 4 đấy các em ạ. Nào, chúng ta cùng xem nội dung kiến thức mà chúng ta cần đạt được trong bài học ngày hôm nay là gì các em nhé. Thầy mời các em. Các em thân mến, nội dung kiến thức mà chúng ta cần đạt được trong bài học ngày hôm nay đó là: nội dung thứ nhất, giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Nội dung thứ hai là giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Các em thân mến, như vậy là trong cái bài học ngày hôm nay chúng ta cần ôn lại hai cái dạng toán mà chúng ta đã từng học ở lớp 4, đó là tìm hai số khi biết tổng và tỉ và cái dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Nào, bây giờ chúng ta cùng đi ôn luyện lại nó thôi. Thầy mời các em. Các em thân mến, để giúp chúng ta ôn lại hai cái dạng toán này thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái bài toán đầu tiên. Bài thứ nhất đó là tổng của hai số là 121, tỉ số của hai số đó là 5/6, tìm hai số đó. Thế thì có bạn nào còn nhớ đây là dạng toán gì không các em nhỉ? Tổng tỉ hay là hiệu tỉ? Thầy nghĩ rằng là cái bài toán này là một cái bài toán cơ bản cho nên rất là dễ dàng nhận diện các yếu tố của nó, đúng không nào? Thế thì đây là cái dạng toán tổng tỉ. Bởi vì sao? Dựa vào đề toán này chúng ta thấy này, tổng của hai số là 121 và tỉ số của hai số đó là 5/6. Như vậy thì các yếu tố quan trọng nhất của cái dạng toán này là chúng ta cần phải xác định được. Thứ nhất đó là tổng này, thứ hai là tỉ số của nó. Và dựa vào tỉ số này thì chúng ta xác định được số bé và số lớn, đúng không nào? Những cái số mà có số phần nhỏ hơn thì gọi là số bé này, và những cái số có số phần lớn hơn thì gọi là số lớn. Thế thì ngoài cái số bé và số lớn ra, người ta có thể là thay thế bằng những cái dữ kiện khác, ví dụ như là tổng số đo của chiều dài và chiều rộng. Đấy, thế thì tỉ số của chiều dài và chiều rộng là 5/6 chẳng hạn. Như vậy thì chúng ta sẽ hiểu ngay rằng là chiều rộng là số bé, số lớn các em nhỉ? Đúng rồi, nó là số bé, còn chiều dài sẽ là số lớn. Hay là một cái dạng toán khác, ví dụ như là tổng của tuổi bố và tuổi con là 45, tỉ số của tuổi bố và tuổi con là 2/7 chẳng hạn. Như vậy thì số bé ở đây là tuổi bố hay tuổi con các em nhỉ? Đúng rồi, đó là tuổi con, còn số lớn sẽ là tuổi bố. Tương tự như vậy là chúng ta phải vận dụng những cái hiểu biết của chúng ta, những cái suy luận của chúng ta để chúng ta xác định các yếu tố quan trọng của dạng toán tổng tỉ. Thứ nhất là tổng này các em này, thứ hai là tỉ số, và thứ ba nữa là số bé và số lớn. Và để giải được cái bài toán này thì chúng ta có còn nhớ là các bước giải của bài toán này là gì không các em nhỉ? Thầy nghĩ là chúng ta còn nhớ nhưng của các bạn thì quên, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại nó nhé. Bước đầu tiên là chúng ta phải đọc kỹ đề và xác định được các yếu tố của nó: tổng này, tỉ số này, số lớn và số bé này. Sau đó là chúng ta sẽ tóm tắt bằng sơ đồ. Thế thì tóm tắt bằng sơ đồ thì ở đây chúng ta thấy là hai số đó thì chắc chắn là có số bé và số lớn. Số bé sẽ là 5/, số lớn sẽ là 6/. Như vậy thì chúng ta sẽ có số bé mô phỏng là 5/ và số lớn sẽ là 6/. Và chúng ta mô phỏng là tổng của hai số là 121, được chưa nào? Và chúng ta thể hiện cái câu hỏi của bài toán là tìm hai số đó, có nghĩa là số này bằng bao nhiêu này, số này bằng bao nhiêu, thì chúng ta mô phỏng nó như thế này. Đấy. Trong trường hợp ví dụ như là tuổi bố tuổi con thì ở đây sẽ là bao nhiêu tuổi này, con bao nhiêu tuổi, bố bao nhiêu tuổi này. Hay là chiều dài và chiều rộng thì là ví dụ như là chiều rộng bao nhiêu mét, chiều dài bao nhiêu mét, ví dụ như thế, đúng không nào? Để giải được bài toán này, đầu tiên thì chúng ta phải tìm tổng số phần bằng nhau, đúng chưa? Chúng ta có lời giải là theo sơ đồ thì tổng số phần bằng nhau là chúng ta sẽ lấy số phần của số bé cộng với số phần của số lớn, đó là 5 cộng với 6 bằng 11 phần. Bây giờ chúng ta thấy là 5 phần cộng với 6 phần là 11 phần này. 11 phần này sẽ tương đương với lại 121. Đúng chưa nào? Vậy thì 1 phần này có giá trị là bao nhiêu? Thế thì chúng ta sẽ tìm giá trị của 1 phần. Giá trị của 1 phần thì chúng ta sẽ lấy 121 này chia cho 11 phần này thì sẽ ra giá trị của 1 phần. Đúng chưa nào? Đấy, thì chúng ta sẽ có kết quả là bằng 11. Giá trị của 1 phần này cũng chính là bằng 11. Vậy bây giờ chúng ta tìm được giá trị của 1 phần là 11 rồi, thì chúng ta tìm số bé và số lớn thì khá là đơn giản, đúng không? Chúng ta có thể tìm số bé trước hoặc có thể tìm số lớn trước cũng được các em ạ. Ví dụ như tìm số bé thì chúng ta sẽ lấy giá trị của 1 phần này nhân với số phần, đây là 5 phần thì ra số bé. Ở đây 11 này, 11 này, 11 này, 11 này, 11 này. 5 lần 11 cộng với nhau thì chúng ta có thể chuyển thành phép nhân, đó là 5 nhân với 11, đúng không? Chúng ta đặt lời giải cho số bé là số bé là chúng ta sẽ lấy giá trị của 1 phần là 11 nhân với số phần là 5 thì chúng ta được số bé.
Bây giờ chúng ta tìm số lớn thì chúng ta sẽ có lời giải là số lớn là, và chúng ta sẽ lấy tổng này trừ đi số bé thì ra số lớn, đúng chưa? Rồi chúng ta đáp số nó thôi. Số bé là 55, số lớn là 66. Các em ạ, thế thì để giải được bài toán này thì chúng ta cần phải trải qua 4 bước. Bước thứ nhất đó là đọc kỹ đề, phân tích những cái dữ liệu của nó, tổng này, tỷ số này, số lớn, số bé. Sau đó chúng ta sẽ tóm tắt bằng sơ đồ, đúng chưa nào? Rồi, bước thứ hai là chúng ta sẽ đi giải bài toán. Và bước này thì chúng ta sẽ tìm tổng số phần bằng nhau. Bước 2 là tìm tổng số phần bằng nhau. Và bước thứ 3 là chúng ta tìm giá trị của một phần. Đấy. Và bước thứ 4 là tìm số bé và số lớn. Và bước 3 và bước 4 này thì chúng ta có thể gộp lại là 1. Tức là tìm giá trị của một phần và tìm số bé hoặc là tìm số lớn để gộp lại một phần. Tức là chỉ còn lại 3 bước mà thôi. Cụ thể nó như thế này. Đây, số bé thì ở đây chúng ta gộp cái bước là tìm giá trị của một phần là 121 chia cho 11 là tìm giá trị của một phần này. Tìm số bé là chúng ta nhân với số phần của số bé. Đấy. Hoặc là trong trường hợp có bạn hỏi là em không thích tìm số bé trước, em thích tìm số lớn có được không thầy? Nếu mà tìm số lớn cũng được các em ạ. Đây, chúng ta tìm số lớn như thế này đây. Chúng ta sẽ lấy tổng chia cho tổng số phần bằng nhau này và nhân với số phần của số lớn. Và sau đó khi tìm được số lớn rồi thì chúng ta tìm số bé bằng cách lấy tổng trừ đi số lớn thì ra số bé thôi. Vẫn có đáp số là số lớn là 66, số bé là 55. Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã ôn lại được cái dạng toán thứ nhất, đó là tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó. Bây giờ chúng ta sẽ ôn cái dạng toán tiếp theo, đó là tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số đó qua ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai để giúp chúng ta ôn lại cái dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số đó, thì trước tiên thì chúng ta cũng đọc cái đề toán này các em ạ. Hiệu của hai số là 192, tỷ số của hai số đó là 3/5, tìm hai số đó. Thế thì cũng như cái dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu, thì đầu tiên chúng ta cũng phải đọc kỹ đề và phân tích những cái số liệu của nó, sau đó chúng ta sẽ tóm tắt bằng sơ đồ. Thế thì xác định dạng toán ở đây thì bài toán này là bài toán cơ bản cho nên chúng ta rất là dễ dàng nhận thấy. Ví dụ như hiệu của hai số là 192. Sau này khi mà những cái dữ liệu này người ta không ghi là hiệu, ví dụ như là bố hơn con, hoặc là chị hơn em bao nhiêu đó, hoặc là chiều dài hơn chiều rộng đó, thì chúng ta sẽ hiểu là lấy số nọ trừ đi số kia, đúng không nào? Hay là ví dụ như là số táo của Bình ít hơn số táo của Bi, thì chúng ta cũng có thể hiểu là hiệu được, đúng không nào? Hoặc là phần tỷ số này này là 3/5, thì sau này người ta có thể không nói là tỷ số nữa mà ta có là ví dụ như là số bi của Bình gấp 3 lần số bi của An chẳng hạn. Như vậy thì Bình 3 phần và An chỉ 1 phần thôi. Như vậy là chúng ta đã xác định được hiệu này là 192 này, và tỷ số của nó là 3/5, số bé sẽ là 3 phần, số lớn sẽ là 5 phần. Thì chúng ta sẽ có tóm tắt như sau. Chúng ta cũng có số bé thì gồm có 3 phần, số lớn thì 5 phần. Và bài toán này mô phỏng hiệu này, khác với bài tổng thì chúng ta sẽ gộp hai cái này lại. Nhưng mà hiệu tức là lấy số lớn này trừ đi số bé này thì sẽ ra cái phần này gọi là hiệu đấy các em này, phần này này. Đấy. Thì hiệu của nó là 192. Các em nhớ nhá. Cái phần tổng của hai số thì chúng ta gộp cả hai cái này, móc cái làm cái móc hai cái này lại. Nhưng phần hiệu là chúng ta chỉ làm cái phần hơn này thôi. Đấy, chú ý cái phần tóm tắt của hai dạng toán tổng và hiệu các em nhé. Rồi, bài toán hỏi chúng ta là tìm hai số đó thì chúng ta cũng làm như vậy. Và để giải được bài toán này thì cũng giống như là tìm hai số khi biết tổng và hiệu, thì chúng ta cũng phải trải qua 4 bước. Bước đầu tiên thì chúng ta đã đọc kỹ đề toán, phân tích dữ liệu và sau đó tóm tắt bằng đề toán này. Bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ tìm hiệu số phần bằng nhau. Đây là hiệu số phần bằng nhau này các em này. Chúng ta sẽ lấy số phần của số lớn trừ đi số phần của số bé, tức là 5 trừ đi 3 còn 2 phần. Đây, 2 phần này sẽ tương đương với 192. Cái việc tìm hiệu số phần bằng nhau hay là tìm tổng số phần này để chúng ta xác định là giá trị của một phần này các em ạ. Đấy, như đây là hiệu của nó là 192 và nó tương đương với 2 phần, thì chúng ta xác định giá trị của một phần này sẽ rất là đơn giản, đúng không nào? Lúc này chúng ta cũng đi xác định giá trị của một phần, thì chúng ta lấy 192 chia cho 2 thì được kết quả là 96. 96 là giá trị của một phần. Và bây giờ chúng ta đã biết được giá trị của một phần rồi thì chúng ta tìm số bé cũng được mà số lớn cũng được, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm số bé trước đi. Số bé thì chúng ta sẽ lấy giá trị của một phần này là 96 nhân với 3 phần, đúng không? Mỗi phần này là 96 thì chúng ta nhân với 3. Đấy. Thì chúng ta được kết quả là 288.
Còn tìm số lớn thì chúng ta lấy hiệu cộng với lại số bé thì sẽ ra số lớn. Và cuối cùng chúng ta sẽ đáp số là số bé là 258, số lớn là 480. Các em ạ, như vậy là bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó cũng phải trải qua 4 bước. Bước thứ nhất đó là đọc kỹ đề, phân tích dữ liệu, hiệu này, tỉ số này, số bé, số lớn, sau đó chúng ta tóm tắt bằng sơ đồ. Bước thứ hai là chúng ta tìm hiệu số phần bằng nhau. Bước 3 là chúng ta tìm giá trị của một phần. Và bước 4 là tìm số bé và số lớn. Chúng ta có thể gộp bước 3 và bước 4 lại, tức là tìm giá trị của một phần và tìm số bé và số lớn lại là một phần. Như thế này, số bé là chúng ta sẽ lấy 192 chia cho 2. Cái bước này gọi là tìm giá trị của một phần này các em này. Và nhân với số bé, phần của số bé là tìm ra số bé này. Rồi tìm ra số lớn thì chúng ta lấy hiệu cộng với số bé thì ra số lớn thôi. Hoặc nếu như chúng ta thích tìm số lớn trước thì chúng ta cũng làm như thế này. Chúng ta sẽ lấy 192 chia cho 2 và nhân với số phần của số lớn thì được 480. Và tìm số bé thì chúng ta cũng sẽ lấy là 480 trừ đi cái hiệu này, số lớn này, trừ đi hiệu thì sẽ ra số bé, đúng chưa nào? Đấy. Hoặc là chúng ta cũng có thể là lấy 192 chia cho 2 rồi nhân với 3 cũng xong. Ok. Như vậy là chúng ta đã ôn lại được cái dạng toán thứ hai là tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Nào, bây giờ chúng ta cùng đi khái quát lại về hai dạng toán này các em nhé. Các em ạ, chúng ta đã ôn lại hai dạng toán này thì chúng ta cần ghi nhớ những cái điều quan trọng như sau. Cái dạng toán thứ nhất là tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Thì đầu tiên á, chúng ta phải đọc kỹ đề toán, phân tích đề và sau đó tóm tắt bằng vẽ sơ đồ đoạn thẳng. Và bước thứ hai là chúng ta tìm tổng số phần bằng nhau. Tìm tổng số phần bằng nhau thì chúng ta sẽ lấy số phần của số lớn cộng với số phần của số bé, đúng chưa nào? Sau khi tìm được tổng số phần bằng nhau rồi thì chúng ta sẽ tìm số bé thì bằng cách là chúng ta sẽ lấy tổng này chia cho tổng số phần bằng nhau. Tổng số phần bằng nhau là chúng ta tìm được ở cái bước 2 này này. Sau đó nhân với số phần của số bé. Rồi, tiếp theo là tìm số lớn. Tìm số lớn thì chúng ta lấy tổng trừ đi số bé thì sẽ ra số lớn thôi. Hoặc nếu như trong trường hợp chúng ta tìm số lớn trước thì chúng ta sẽ lấy tổng này chia cho tổng số phần và nhân với số phần của số bé. Sau đó chúng ta lấy tổng trừ đi số lớn thì sẽ ra số bé thôi. Còn dạng toán thứ hai là tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Thì cũng như là dạng 1 này thì chúng ta cũng phải đọc kỹ đề, sau đó tóm tắt và vẽ sơ đồ bằng đoạn thẳng. Rồi bước thứ hai là chúng ta tìm hiệu số phần bằng nhau. Ở trên này là tìm tổng số phần bằng nhau nè các em, còn dưới này là tìm hiệu số phần bằng nhau. Hiệu số phần bằng nhau thì chúng ta sẽ lấy số phần của số lớn trừ đi số phần của số bé. Tìm tổng số phần bằng nhau thì là số phần số lớn này cộng với số phần của số bé. Còn hiệu thì lấy số phần số lớn trừ đi số phần số bé các em nhé. Bước thứ ba là chúng ta tìm số bé và số lớn. Tìm số bé thì chúng ta sẽ lấy hiệu chia cho hiệu số phần, sau đó nhân với số phần của số bé. Sau khi tìm được số bé rồi thì chúng ta sẽ lấy hiệu cộng với số bé thì sẽ ra số lớn, đúng chưa nào? Trong trường hợp nếu chúng ta tìm số lớn trước thì chúng ta ở đây chúng ta cũng lấy hiệu chia cho hiệu số phần rồi nhân với số phần của số lớn. Sau khi tìm được số lớn rồi thì chúng ta sẽ lấy số lớn này trừ đi hiệu các em nhé, lấy số lớn trừ đi hiệu thì sẽ ra số bé. Ok chưa nào? Như vậy là chúng ta đã nắm rất kỹ được hai cái dạng toán là tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, và dạng toán thứ hai đó là tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó rồi, đúng không nào? Và bây giờ chúng ta hãy ghi nhớ nó thật kỹ các em nhé, để chúng ta sang phần thứ hai, đó là phần bài tập thực hành. Thầy mời các em. Các em thân mến, bài tập đầu tiên dành cho chúng ta trong phần bài tập thực hành đó là bài tập 1. Các em ạ, bài tập 1 này dành cho chúng ta hai câu, câu A và câu B. Câu A là giúp chúng ta củng cố lại về các bước giải của dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu này. Còn câu B là giúp chúng ta củng cố lại cái quy tắc giải toán của cái dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Thế thì bây giờ chúng ta cùng đọc đề toán này các em nhé. Tổng của hai số là 80, số thứ nhất bằng 7/9 số thứ hai, tìm hai số đó. Câu B, hiệu của hai số là 55, số thứ nhất là bằng 9/4 số thứ hai, tìm hai số đó. Bài toán này là những bài toán cơ bản điển hình thôi. Chúng ta sẽ xác định các yếu tố của nó như là tổng này. Tổng là 80 đúng chưa các em? Và tỉ số của nó khác với bài cơ bản, cái bài ví dụ người ta nói là tỉ số của nó là 7/9. Nhưng người ta lại không nói như vậy nữa mà người ta nói là số thứ nhất bằng 7/9 số thứ hai. Như vậy là số thứ nhất sẽ là bao nhiêu các em nhỉ? 7 phần, số thứ hai là 9 phần. Ở đây chúng ta cũng có thể hiểu số thứ nhất là sẽ là số bé, số thứ hai sẽ là số lớn. Tuy nhiên trong khi
tóm tắt á, thì chúng ta sẽ không ghi là số bé, mà người ta cũng không ghi là số lớn, mà chúng ta sẽ ghi là số thứ nhất này và số thứ hai, đúng không? Số thứ nhất sẽ tương đương với mấy phần? 7 phần. Số thứ hai sẽ là 9 phần. Rồi, tìm hai số đó thì chúng ta biết cách mô phỏng rồi, đúng không nào? Còn đối với bài B này thì đầu tiên, yếu tố đầu tiên đó là hiệu, thì chúng ta xác định là hiệu của nó là 55 này. Rồi, tỷ số của nó, số thứ nhất bằng 9 phần 4 số thứ hai, có nghĩa là số thứ nhất sẽ là mấy phần? 9 phần. Số thứ hai sẽ là mấy phần? 4 phần, đúng không nào? Như vậy thì chúng ta có thể hiểu số thứ nhất sẽ là số lớn, số thứ hai sẽ là số bé. Đấy, như vậy thì chúng ta có thể tóm tắt được. Và sau khi tóm tắt được thì chúng ta sẽ vận dụng cái quy tắc của hai cái dạng toán này để chúng ta giải toán. Đó là tìm tổng số phần bằng nhau này, hay là hiệu số phần bằng nhau này. Tìm số bé và số lớn thì chúng ta phải tìm giá trị một phần, sau đó nhân với số phần của số bé hoặc số lớn, đúng chưa nào? Như vậy là chúng ta đã nắm được cách làm của bài này rồi. Chúng ta hãy tạm dừng video để làm bài. Sau khi làm xong thì mời các em chúng ta mở video để kiểm tra kết quả nhé. Và bây giờ thầy mời các em chúng ta cùng kiểm tra kết quả. Bài đầu tiên là bài A. Bài A thì chúng ta sẽ tóm tắt nó như sau. Chúng ta sẽ có số thứ nhất là 7 phần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chúng ta lưu ý cho thầy là những cái phần này phải kẻ bằng nhau các em nhé. Số thứ hai là 9 phần. Đấy, tổng của hai số là 80. Đấy, bài toán hỏi là tìm hai số đó, đúng không? Rồi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bước thứ nhất rồi đấy các em ạ. Đọc đề toán, phân tích dữ liệu và tóm tắt bằng sơ đồ này. Rồi bước thứ hai là chúng ta sẽ đi tìm tổng số phần bằng nhau. Chúng ta có lời giải là theo sơ đồ thì tổng số phần bằng nhau là chúng ta sẽ lấy số phần của số lớn cộng với số phần của số bé, hoặc là số phần của số bé cộng với số phần số lớn này, là 7 cộng 9 hoặc là 9 cộng 7 này, thì bằng 16 phần. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái bước thứ hai và bước thứ ba là tìm số thứ nhất luôn. Ở đây là chúng ta sẽ tìm số thứ nhất, tức là tìm số bé trước, đúng không các em? Thế thì chúng ta sẽ lấy tổng này chia cho tổng số phần bằng nhau này, nhân với số phần của số bé là 7 này. Ok, thì sẽ ra số bé. Đấy, như vậy là số bé sẽ là bằng 35. Bây giờ tìm được số bé rồi thì chúng ta tìm số lớn, hay là số thứ hai. Chúng ta sẽ lấy tổng này trừ đi số thứ nhất thì sẽ ra số thứ hai. Và cuối cùng là chúng ta đáp số. Số thứ nhất là 35, số thứ hai là 45. Thế nào, các em hãy kiểm tra xem bài A các em có làm giống như là trong bài làm này không. Nếu bài A mà chúng ta có kết quả như vậy thì thầy xin được chúc mừng các em nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra bài B các em ạ. Bài B là hiệu của hai số là 55, số thứ nhất bằng 9 phần 4 số thứ hai, tìm hai số đó. Thì chúng ta cũng tóm tắt bằng sơ đồ, chúng ta cũng có số thứ nhất là 9 phần, số thứ hai là 4 phần. Và mô phỏng hiệu của hai số đó thì là cái phần hơn này các em này. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là nó là 55. Và tìm hai số đó thì chúng ta có phần mô phỏng như này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải nó thôi. Bước thứ nhất là xong rồi, là đọc phân tích đề toán, vẽ sơ đồ này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm tổng hay là hiệu số phần bằng nhau các em nhỉ. À đúng rồi, bài toán này là hiệu tỷ, vì thế chúng ta sẽ đi tìm hiệu số phần bằng nhau. Chúng ta có lời giải là theo sơ đồ thì hiệu số phần bằng nhau là chúng ta sẽ lấy số phần của số thứ nhất này trừ đi số phần của số thứ hai thì chúng ta được kết quả là 5 phần. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm số thứ nhất. Như vậy là tìm số thứ nhất tức là tìm số lớn, đúng không em? Chúng ta sẽ lấy hiệu này chia cho hiệu số phần bằng nhau là chia cho 5 này, nhân với số phần của số thứ nhất, đúng không? Đấy, thì chúng ta được kết quả là 99. Sau khi tìm được kết quả là 99 rồi, cái số lớn này bằng 99 này, hay là số thứ nhất là bằng 99 này, tìm số thứ hai là số bé thì chúng ta sẽ lấy 99 trừ đi 55 thì sẽ ra số này thôi. Ok. Đấy, chúng ta có lời giải là số thứ hai, và chúng ta lấy 99 trừ đi 55 thì bằng 44, và cuối cùng là chúng ta đáp số. Ở đây thì chúng ta cũng có thể là lấy 55 chia 5 rồi nhân với 4 cũng ra đấy các em ạ, cũng ra được kết quả là 44. Thế nào, bài làm của các em có kết quả giống như vậy không nào? Thầy nghĩ là bài toán này vận dụng cái quy tắc cơ bản cho nên khá là đơn giản, đúng không nào? Và nếu các em có được đáp số là 99 và 44 thì thầy xin được chúc mừng các em nhé. Và bây giờ thầy mời các em chúng ta sang bài tập số 2. Các em thân mến, bài tập 2 dành cho chúng ta như sau. Số lít nước mắm loại 1 có nhiều hơn số lít nước mắm loại 2 là 12 lít. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu lít nước mắm? Biết rằng số lít nước mắm loại 1 gấp 3 lần số lít nước mắm loại 2. Các em ạ,
bài toán này của chúng ta là ôn dạng toán tổng tỷ và dạng toán hiệu tỷ. Thế thì cái đề toán này thì theo các em nó thuộc dạng toán nào nhỉ? Tổng tỷ hay là hiệu tỷ? À các em ạ, để xác định nó là tổng tỷ hay hiệu tỷ thì chúng ta dựa vào đề toán này. Số lít nước mắm loại 1 có nhiều hơn số lít nước mắm loại 2 là 12 lít. Như vậy thì nếu như lấy số lít nước mắm loại 1 trừ đi số lít nước mắm của loại 2 thì dư ra 12 lít. Như vậy ở đây người ta gọi là hiệu của hai số, đúng không? À như vậy là dạng toán này chúng ta có thể khẳng định đây là hiệu tỷ rồi, đúng không? Rồi, yếu tố đầu tiên là hiệu là bằng 12 này. Rồi, yếu tố thứ hai là tỷ số của nó là bao nhiêu? À hỏi mỗi loại có bao nhiêu lít nước mắm, biết rằng số lít nước mắm loại 1 gấp 3 lần, loại 1 gấp 3 lần loại 2. Như vậy là loại 1 có mấy phần các em nhỉ? À đúng rồi, đó là 3 phần, loại 2 là 1 phần, đúng chưa? Đây là dạng toán hiệu tỷ. Hiệu là 12 này, tỷ số là 3/1 này, đúng chưa nào? Hay là 1/3, nếu là nói ngược lại là nước mắm loại 2 và loại 1 thì là 1/3, đúng chưa nào? Và như vậy là chúng ta đã xác định được dạng toán này, xác định được các yếu tố của nó là hiệu và tỷ số này. Và số bé số lớn ở đây thì chúng ta ghi là nước mắm loại 1, loại 2 các em nhé. Chúng ta ghi loại 1 và loại 2 cho nó ngắn gọn, chứ không có ghi nước mắm loại 1 để nước mắm loại 2 thì nó dài quá, đúng không nào? À, như vậy là chúng ta đã nhận diện được dạng toán và chúng ta đã biết cách giải rồi. Thì chúng ta hãy tạm dừng video để làm bài. Sau khi làm xong thì mời các em chúng ta mở video để kiểm tra kết quả nhé. Bây giờ thầy mời các em chúng ta cùng kiểm tra kết quả nhé. À, đầu tiên thì chúng ta sẽ tóm tắt bài toán này các em ạ. Như chúng ta đã biết thì có hai loại, đó là loại nước mắm loại 1 và nước mắm loại 2. Thì chúng ta ghi là loại 1 và loại 2 thôi. Thì loại 1 ở đây sẽ gấp 3 lần loại 2, vì vậy loại 1 là sẽ là 3 phần. À, loại 2 có 1 phần thôi. Và hiệu của hai loại nước mắm này là 12. Và bài toán hỏi chúng ta là số nước mắm loại 1 là bao nhiêu lít, số nước mắm loại 2 là bao nhiêu lít, đúng không? Dựa vào đề toán này chúng ta có thể đọc được, đúng không nào? À, số lít nước mắm loại 1 nhiều hơn số lít mắm loại 2 là 12 lít này, đúng không? Rồi tìm số lít mắm nước mắm của mỗi loại, biết rằng là số lít nước mắm của loại 1 gấp 3 lần số lít nước mắm loại 2. Ok chưa? Đây là dạng toán hiệu tỷ, chứ chúng ta áp dụng cái quy tắc để giải cái dạng toán này thôi. Đầu tiên thì chúng ta tìm tổng số phần bằng nhau hay hiệu số phần bằng nhau nhỉ? À đúng rồi, đó là hiệu số phần bằng nhau. Chúng ta có lời giải là theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là chúng ta sẽ lấy số phần của loại 1 trừ đi số phần của loại 2 thì được 2 phần. Bây giờ thì chúng ta tìm giá trị của một phần này, tức là hay một phần này thì sẽ là bao nhiêu lít nước mắm này, thì chúng ta tính ra được là số lít nước mắm loại 1 là bao nhiêu. À, tuy nhiên thì chúng ta gộp hai bước này là 1, đúng không? Chúng ta sẽ có lời giải là số lít nước mắm loại 2, ở đây là chúng ta sẽ tìm số bé trước, đúng không? Chúng ta sẽ lấy 12 chia cho 2 nhân 1, bởi vì 1 ở đây là có một phần thôi, thì được 6 lít, đúng chưa nào? À, ở đây thì chúng ta có thể bỏ cái bước nhân 1 rồi các em này, 12 chia cho 2 là xong, bởi vì nhân với 1 thì cũng bằng 9 nó, cho nên người ta không cần làm, đúng không? Rồi tìm được số lít nước mắm loại 2 rồi, chúng ta sẽ tìm số lít nước mắm loại 1. Thì chúng ta sẽ có lời giải như thế này, số lít nước mắm loại 1 là chúng ta sẽ lấy 6 cộng với 12 thì sẽ bằng 18 lít. À, nếu như chúng ta tìm số lít nước mắm loại 1 trước thì chúng ta cũng lấy 12 chia cho 2 và nhân với 3 này. 12 chia cho 2 bằng 6, 6 x 3 bằng 18 thì ra cũng ra, đúng không? Sau khi tìm được số lít nước mắm loại 1 rồi thì chúng ta sẽ lấy số lít nước mắm loại 1 này trừ đi hiệu, tức là trừ đi 12 thì sẽ ra là số nước mắm loại 2, đúng chưa? Lúc này thì chúng ta đáp số. Đấy. Và bây giờ các em hãy kiểm tra xem là bài làm của các em có giống với bài làm của thầy không nào. Thầy nghĩ rằng là cái bài toán này thì khó khăn nhất là cái việc mà chúng ta xác định cái dạng toán và sau đó các thành phần của nó thôi. Khi mà đã xác định được rồi dạng toán tổng tỷ hay là hiệu tỷ thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được, đúng không nào? Và nếu các em có được đáp số như trong bài làm này thì thầy xin được chúc mừng các em nhé. Và bây giờ thầy mời các em chúng ta sang bài tập số 3. Bài tập 3. Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi là 120m, chiều rộng bằng 5/7 chiều dài. A. Tính chiều dài, chiều rộng vườn hoa đó. B. Người ta sử dụng 1/25 diện tích vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi là bao nhiêu mét vuông? Các em thân mến, bây giờ chúng ta cứ hình dung cái mảnh vườn hay là cái vườn hoa hình chữ nhật là như thế này đi. Thế thì chu vi của nó là 120m. Chu vi tức là cái đường bao xung quanh của cái hình của cái vườn hoa hình chữ nhật này các em này. Đấy, đây là cái đường màu đỏ này gọi là chu vi này các em này. Đấy. Chu vi của nó là 120m.
Và chiều rộng thì bằng 5 phần 7 chiều dài. Ở đây thầy có thể mô phỏng chiều dài là 7 phần này, 7 ô này, đây này là 5 phần này. Đấy. Mà bài toán này người ta hỏi là A là tính chiều dài và chiều rộng của vườn hoa đó. Thế thì chúng ta có thể hiểu đây là cái dạng toán tổng tỉ hay hiệu tỉ trong câu A này không các em nhỉ? À, thầy nghĩ rằng là chúng ta có thể hình dung ra được đây là dạng toán tổng tỉ, đúng không? Tỉ số của nó là 5 phần 7 này, đúng không? Còn cái 120 này có phải là tổng số đo của chiều dài và chiều rộng không? À, các em phải suy nghĩ thật kỹ đấy nhá. À, chu vi của hình chữ nhật tức là chiều dài của cái này này cộng với cái này này, cộng với cái này, cộng với cái này, đúng không? Đấy, thì ra chu vi là bằng 120m. Tuy nhiên thì cái chu vi này thì gồm 2 chiều dài và 2 chiều rộng lận. Như vậy tổng ở đây thì chúng không thể lấy đi 120 được. Nếu mà tổng chiều rộng và chiều dài thì nó chỉ có một nửa này thôi, đúng không? Một nửa này thôi. Đấy. Như vậy thì để xác định tổng thì chúng ta làm thế nào? À, chúng ta sẽ lấy 120 này chia cho 2. Nói cách khác tức là tìm nửa chu vi thì ra là tổng số đo chiều dài và chiều rộng. À, như vậy là bài toán này đòi hỏi cho một cái yêu cầu cao đối với chúng ta đấy các em ạ. Đó là gì? Nó ẩn đi tổng. Tổng người ta không nói ra tổng mà chúng ta phải buộc phải tìm tổng. Để sau đó thì chúng ta mới đưa được nó về cái dạng toán là tìm hai số khi biết tổng và tỉ, đúng không? Từ đó thì chúng ta mới tính được chiều dài và chiều rộng. Chiều dài đương nhiên là số lớn và chiều rộng đương nhiên là số bé rồi. Sau khi tính được chiều dài và chiều rộng thì chúng ta sẽ giải quyết được câu B. Câu B thì người ta nói là người ta sử dụng một phần 25 phần diện tích này để làm đường đi. Ví dụ như màu xanh dương này các em, để làm đường đi. Và yêu cầu tính là cái phần này, đường đi này là bao nhiêu mét vuông. Vậy thì để tính được cái phần đường đi là bao nhiêu mét vuông á thì chúng ta phải tính được diện tích của cả vườn hoa, đúng không? Mà tính được diện tích của vườn hoa thì chúng ta phải tính được câu A này, chiều dài và chiều rộng. Biết được chiều dài chiều rộng thì chúng ta chỉ tính được diện tích của vườn hoa. Và tính được diện tích của vườn hoa rồi thì chúng ta sẽ chia ra làm 25 phần và nhân với một phần thì là đó chính là phần diện tích đường đi, đúng chưa nào? Như vậy là chúng ta đã nắm được cái cách làm của bài này rồi thì chúng ta hãy tạm dừng video để làm bài nhé. Sau khi làm xong, thầy mời các em chúng ta mở video để kiểm tra kết quả. Và bây giờ thầy mời các em chúng ta cùng kiểm tra kết quả. Đầu tiên như thầy đã hướng dẫn thì đầu tiên là chúng ta phải xác định cái tổng này, tìm cái tổng này. Cái tổng này không phải là 120, cái tổng này bị ẩn đi. Nó chỉ là cái tổng này thì gồm 2 chiều dài và 2 chiều rộng. Mà chúng ta chỉ cần tìm một tổng của 1 chiều dài và 1 chiều rộng thôi thì chúng ta sẽ làm bài làm này như sau. Tìm tổng số đo chiều dài và chiều rộng trong cái hình này thì tức là tìm nửa chu vi của hình chữ nhật, đúng không nào? Thì chúng ta có lời giải là nửa chu vi vườn hoa hình chữ nhật là chúng ta sẽ lấy 120 chia cho 2 thì sẽ ra được 60. Như vậy thì lúc này chúng ta có thể hình dung bài toán là tổng của chiều dài và chiều rộng là 60m này. Tỉ số của chiều dài và chiều rộng là 5/7, tìm chiều dài và chiều rộng, đúng chưa? Lúc này thì chúng ta có thể viết sơ đồ như thế này. Chiều rộng là 5 phần, chiều dài là 7 phần và tổng của chiều dài và chiều rộng là 60m, đúng chưa nào? Và tìm chiều dài và chiều rộng đó là thực hiện cái yêu cầu của câu A, đúng không? Thế thì đây là trở về cái dạng toán cơ bản là tìm hai số khi biết tổng và tỉ số rồi. Thì chúng ta sẽ áp dụng cái bước đầu tiên đó là tìm tổng số phần bằng nhau. Chúng ta lấy số phần của chiều rộng cộng với số phần của chiều dài là bằng 12 phần. Chúng ta sẽ tìm chiều rộng của vườn hoa là chúng ta sẽ lấy tổng này chia cho tổng số phần là 12 nhân với số phần của chiều rộng là 5 thì tìm ra được chiều rộng là 25m. Tìm ra được chiều rộng rồi thì chúng ta tìm chiều dài đơn giản thôi. Chúng ta sẽ lấy tổng số đo chiều dài chiều rộng trừ đi chiều rộng thì ra được số đo chiều dài. Ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta thực hiện câu B là người ta sử dụng 1/25 diện tích vườn hoa để làm lối đi này. Tính diện tích của lối đi là bao nhiêu mét vuông. Thế thì muốn tính được diện tích của lối đi này thì chúng ta phải tính được cả diện tích vườn hoa, đúng không? Thì sau đó chúng ta chia ra 25 phần và lấy một phần thì đấy chính là phần diện tích của lối đi, đúng không nào? Thế thì chúng ta tính diện tích trước thì chúng ta có lời giải là diện tích vườn hoa là chúng ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo rồi, có kết quả là 875m. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm diện tích của phần làm đường đi thôi. Thì chúng ta có lời giải là diện tích lối đi là chúng ta sẽ lấy tổng diện tích này chia cho 25 phần bằng nhau và lấy một phần thôi. Thì chúng ta không cần nhân 1 nhé, bởi vì nhân với 1 thì cũng bằng chính nó thì bằng 35m². Và lúc này chúng ta có thể đáp số, chiều rộng là 25m, chiều dài 35m, lối đi là 35m². Nào, các em hãy kiểm tra xem kết quả bài làm của các em có giống với bài làm của thầy không nào. Nếu các em có được kết quả giống như trong bài làm này thì thầy xin được chúc mừng các em nhé. Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong 3 bài tập của cái phần bài tập thực hành rồi. Mỗi một bài thì giúp chúng ta ôn về một cái dạng toán. Bài 1 thì là giúp chúng ta ôn lại hai cái quy tắc
tìm hai số khi biết tổng và tỷ này, và tìm hai số khi biết hiệu và tỷ này. Còn bài 2 thì giúp chúng ta ôn về hiệu tỷ này, còn bài 3 này thì giúp chúng ta ôn về tổng tỷ. Tuy nhiên thì bài 3 nâng cao hơn một chút là ẩn đi một thành phần, tức là tổng tỷ thì ẩn mất tổng rồi đúng không? Đấy, cho nên buộc chúng ta phải xác định tổng. Đấy, còn cái phần tìm một phần mấy của diện tích của hình này thì chúng ta đã làm những bài trước rồi, thì khá là đơn giản đúng không nào? Và nếu như bạn nào mà chúng ta chưa thực sự nắm kỹ hai dạng toán này thì các em vui lòng xem lại video các em nhé. Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái bài học ngày hôm nay. Như thường lệ, vào cuối buổi học, thầy luôn muốn chúc các em có một sức khỏe thật tốt, tích cực rèn luyện thân thể, tự giác giúp đỡ bố mẹ bằng những công việc vừa sức và có nhiều hoạt động giúp đỡ những người xung quanh. Các em ạ, để chúng ta nhận được đầy đủ các bài học của sách giáo khoa thì nếu bạn nào chưa đăng ký thì chúng ta hãy đăng ký kênh học online các em nhé. Và để ủng hộ kênh học online nhiều hơn nữa thì chúng ta hãy like, chia sẻ để có nhiều bạn cùng học và chúng ta cùng nhau tranh luận những cái bài toán hay khó trong chương trình. Và nếu bạn nào còn chưa hiểu những bài tập nào hoặc chúng ta còn băn khoăn về một cái nội dung nào trong bài học thì chúng ta hãy nhận xét, comment vào phần nhận xét ở phần nhận xét ở video. Thầy sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của các em. Và bài học chúng ta đến đây là hết rồi. Tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em vào video tiếp theo các em nhé.